Giờ hiện tại là qua cây cầu rất là yếu. Mà anh nói qua được, có chuyện gì là chú Thành đại diện địa phương, chú Thành nói là qua bình thường. Chú không phải địa phương đây, có nghĩa là qua chia sẻ với người dân á. Dưới 1 tấn à. Xe mình nhiêu? Xe mình bự hơn nữa. Thôi vậy thôi, đừng qua. Thôi vậy thôi, đừng qua, đừng ông lọt luôn đó. Mà lỡ cầu đi, đừng qua, đừng qua. Không được rồi. Thôi đừng qua. Vậy là có anh trên tấn, anh tấn. Trời ơi. Hiện tại là xe này vòng vòng 1.5 tấn đó chú. Bởi vì mấy người này dưới kia mày ngang. Alo. Bởi vì tôi nói mấy người này đừng có nghe mấy người dân đây. Bởi vì bà lon này nó là làm bà lon xe 500 ký. Xe ba gác rồi chạy được chứ. Mà em nói anh ấy, người ta đi cầu yếu là kè. Đó là mình nên cảnh giác. Rồi để đây, em kêu bà lon lại chở anh chị trước em. Quay luôn á. Sao cầu xíu mà làm sao mà cầu chút xíu à. Tại người dân người ta không có biết, còn mình đi xe mình biết. Dạ, dạ. Mà nãy nghe lời đi luôn là này quay luôn được không ba? Hả? Lon ơi lon. Cậu yếu lắm. Xe của anh nó chở vật tư, xe nhỏ xíu vậy. Này á là qua không được đâu. Không, cái cầu này dướng á, dướng cái thềm rồi. Cái cầu đó để là dưới 1 tấn mới được. Mà cầu đang nó dướng cửa sao chạy qua. Thôi vô kiếm xe ông ta ôm đi đi. Rồi anh thấy không, nghe mấy ông mấy bà này không là chết luôn. Người ta không có biết. Đó đó xe ba gác đó người ta qua được đó. Dạ, xe ba gác thì được. Ta nói xe qua được mà chắc, xe ba gác à. Chắc ta nói xe ba gác chứ không phải xe tải đâu qua được. Ghê vô đó hả? Tải nào qua. Người ta không không có rành á Phong. Dạ. Người ta nói chứ mình phải. Ghê vô hả? Xe đậu sát vô. Cũng như á, người ta nói xe bãi chỗ vô được, nhưng mà xe bãi chỗ ở Việt Nam thì nhỏ hơn cái xác xe này. Xe này đi được. Rồi còn cái nhiều này cái quá bự. Xe này thì nó hơi bự bự chút xíu. Bự bự chút xíu không á? Bự hơn xe mà giống như đâu người ta không biết người ta la mình. Thôi chị sự. Chị chạy quá trời luôn rồi. Chị nói được. Không qua không được, nó không có lọt. Xe này nó bự hơn. Không, xe này xe nước ngoài. Xe nước ngoài nhập về nó bự. Ủa, anh không có dạ, 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 cảm ơn chị. Trời ơi, pha không hậu. Dạ, cảm ơn chị. Mẹ chị chở đi trước đây, vô trước đây. Dạ, dạ. Chị là em chở anh đi vô đây. Dạ, 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 em con giọt vô trước hả ba? Phan, phan má má. Phan má. Bây giờ chở anh Thành với. Rồi, để em kêu xã em qua chở. Nhà bên cầu là nè mà cô bác tính chạy qua cây cầu mà cây cầu bị gãy không mà cô bác ơi, nó yếu rồi chỉ dưới 1 tấn mới chạy được. Ba má chào khán giả đi ba má. Dạ xin chào ông bà cô bác anh chị và các bạn. Nãy xem chút lên cây cầu này chắc coi bộ không lành đâu má ơi. Đúng rồi. Ông Nguyễn Đền. Không mà cái chiếc xe không vừa cây cầu á. Tại vì biết sao người ta. Dạ. Không biết người ta nói vậy, chị này không biết chị nói nó vậy chứ nếu mà chạy có gì là anh Tâm phải chịu trách nhiệm. Dạ, chứ đâu để cho bà con mình ấy được. Đúng rồi, nhưng mà tại vì chị không hiểu rõ thôi. Thêm bữa mới bị công an thổi cũng còn xui. Phải chấp hành luật giao thông, chút mà chạy là mày quay coi tải chậm nhiêu. Dạ. Dạ đúng rồi. Quay coi rồi tải nhiêu mà chị kêu đi được đi, chị lo cho chủ tịch rồi nào luôn. Trời dạ. Ơi. Cái này với nước ban cái lan can luôn mới lên được. Ban với lại dưới 1 tấn còn xe này cầu nó cứng thì mình đi con này người ta ghi người ta cảnh báo mình yếu mà cầu cho chạy dưới 1 tấn mà xe này tới 1.5 tấn rồi nhưng mà người ta đã cảnh báo mình là cầu yếu cầu đang yếu. Dạ coi bộ là hoàn cảnh trong đây cũng đặc biệt rồi. Nó nghe nè không có đâu chị này chắc chỉ thương bà con đây mình chạy cho có cầu gì mình làm luôn. Phải không chị kia? Ủa không muốn đi quần má thôi. Phải không? Nắng quá chị trốn luôn rồi. Bà đang thương bà con đây phải không? Muốn làm cầu mới đúng không? Không chạy qua cho cây cầu nó bị sập xuống hay sao? Ừ, đang làm cầu mới luôn. Ở đây không? Là chỗ nào mà sao có cây cánh quạt quá trời nào á? Gần biển. Điện gió. Gần biển. Người ta là làm điện bằng mấy cái gió này không ạ? Đó. Vĩnh Châu gì đó. Vĩnh Châu Sóc Trăng. Thì trời đang nắng phải nói là 40 mấy độ C không bà cô bác? Quá trời. Này. 4 mấy không á? 4 mấy á. Này, này. Dạ dạ, chị chở em ha. Dạ rồi. Em với chị Ngọc. Chị đi với chị Ngọc đó nè. Trời ơi. Với anh Tâm chị đi đó đi, em chở anh Tâm với nè, ông xã em qua chở anh đi. Dạ dạ. Dạ. Thà đủ chi được. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Ủa, con leo đây ha, không má quá. Được nữa. Rồi đi. Dạ.
cái cầu nhỏ xíu vậy thì chiều qua xe này xe bự lắm, dạ, chiều ngang nó bự lắm. Không, xe tải hồi nãy, xe tải nãy mà gạch chạy trước mình đó làm ta đi được chứ à. Rồi. Dạ. Có nãy chiều ngang bò lên rồi đó. Dạ. Chị từ từ cho em quay cầu, cầu yếu là tại chổng cho phép dưới 1 tấn. Nhưng mà vẫn đi được. Trời ơi. Đi được thì chạy lỡ có chuyện gì là chết dạ, luôn. Dạ em đây. Quẹo vô sao chị? Này gần tới rồi. Xuống khúc nữa tới. Trời ơi. Từ từ, từ 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 dạ. Mấy anh chị. Dạ là mấy anh chị. Chị lớn rồi kêu em út được rồi, đừng giả chứ em. Không nhỏ, nhỏ hơn chị. Em 38 rồi. Chị 45 rồi. À, chị nhỏ nhỏ. Trời ơi coi đó. Kênh em ghét luôn. Cảm ơn chị nhiều nha. Coi thấy thương nhất là mấy đứa nhóc. Nhóc nhà em hả? Ừ, thấy cưng. Dạ. Hôm nay trời nắng chứ hả chị ha? Dạ nắng. Ở đây nói chung là nuôi tôm đủ không à? Dạ nuôi tôm. Dạ. Này ta cũng bán đất nè, thấy nhà mồ mà sao bán đất. Bán đất là nhà của chị, đất này của chị 50 công lận. Trời ơi. Tính bán đi về chợ ở. Bán 50 công. Ừ, 50 công. Ôi khủng khiếp luôn, vậy là chị là đại gia của này. Đâu vậy? Có. 50 công là mắc dữ không chị? Một công 100 triệu. Người ta trả 100 triệu chưa bán, tại vì đất hai mặt tiền. Trời ơi. Nghe mặt tiền mà ba chị bán có công có 100 rồi, xin phép mình gắn cái này. 100 là có giá đó em. 100 triệu là có giá hả? Ừ, có giá đó. Rồi. Tại vì đất nhờ mặt tiền á. Còn nếu không mặt tiền có 50-60 à. Rồi ông bà cô bác ơi. Đất ở đây nghe mặt tiền luôn, đường xe xe tải chạy luôn mà có 100 triệu không công mà sao màu mã nhiều vậy chị? Không, cái đó là màu mã hồi xưa á em. À, ừ, còn người ta có móc không? Không. Thế như hồi xưa nó vậy đó. Là 50 công này ở đây là của chị. Ủa 50 công là nhiêu tiền chị? À, ta trả 5 tỷ rồi đó mà chị chưa tỷ. Bán. Chị đòi 7 tỷ. Tại bán nặng đi ra ra chợ ở nè, nó em nó mở bếp cơm không đồng từ tâm á em. À, ừ. 5 tỷ nguyên khu vực về đất ở đây là của chị không mà còn đâu nữa. Đâu có người ta nhiều hơn chị nữa, có người 100 ngoài 200 công nữa, chị là ít nhất rồi đó. Đúng như trời, hôm nay xuống gặp đại gia mà em không biết không? Đâu có. Em quay gương mặt đại gia cho em có xem. Chị tên gì? Chị tên Lon. À, chị Lon ha. Ừ, chị Lon. Trời hâm mộ dữ lắm luôn. Trời ơi. Bên em cũng của giống anh gì đó. À. Dạ. Anh gì anh Nguyễn à? Quy. Quy. Khánh Nguyễn. Ừ. Dạ. Trời coi suốt luôn. Khánh Nguyễn là anh em. Ừ đúng rồi đó Khánh Nguyễn. Dạ. Rồi với cái thú mà thằng kinh tọ dạ. Của chị có ngâm thử không? Chị đâu có biết ngâm à. Đâu. Dạ. Cái bữa hổm tính điện thoại. Hồi lần chị có xin tính giúp mấy hoàn dạ. Cảnh nhiều hoàn cảnh ở đây. Rồi cái chị điện là lúc đó em nhắn tin lại là em kêu cái kinh gì đó gắn đây Sóc Trăng dạ. Nè. À, mấy anh em ở dưới Sóc Trăng. Ừ, đúng rồi. Dạ. Ừ. Anh em đủ. Ở đây cũng nhiệt tình lắm. Giờ đủ duyên ha. Dạ. Nãy chị nhìn thấy chị Ngọc chứ nói ủa sao giống bên kênh Phong Nguyễn quá. Dạ. Trời hâm mộ anh chị. Giờ ở đây là chị cũng quá trời giúp bà con luôn, làm bếp cơm không đồng đó vậy. Bếp cơm không đồng là của nhỏ em. Dạ. Nó làm nha khoa ở Sóc Trăng á. Rồi xong rồi nó 50 công. Ừ. Khủng khiếp. Nó xin. Mở. Rồi chị lên đó phụ. Dạ dạ. Nói chung là nhỏ em nó có của, chị có công. Rồng chị cũng có của à. Ừ. Rồi thôi mà anh rồi. Tâm cũng tới ha, mình đi tiếp đi ha. Này anh Tâm chạy phía sau mà quá. Chị bán gì để mồ mã luôn không, hả? Chị để đó đó rồi cái dưới đất chị. Rồi cái hồi bữa 26 ta làm Thanh Minh đó, nó nhổ của chị lên nỏ. À. Sáu ơi. Cái nhà nào chị? Cái nhà này, đây chị Sáu đi đây đẳng nè. Chị này trưởng ấp, chị của chị phải trưởng ấp. Nói chung phải gần về cái gia đình chị Út bệnh nè. Rồi chị chỉ hỏi thôi. Bệnh tình sao dữ vậy chị? Chị bị ung thư. Cung thời kỳ cuối rồi. Ung thư tử cung. Ừ, thời kỳ cuối nó ra huyết, huyết bước đỏ rồi. Hôm qua chị lại chị quay cái clip một chút xíu đó. Chờ chút xíu nữa chị té rồi đó. Dạ. Chị chụp lại kịp em. Tối nghe nói hả bữa nay trên anh Thành xuống ngủ không được luôn á. Mừng, chị mừng giùm cho chị á. Bởi vì mình lại đi em ơi. Đất chị chạy tới đây luôn hả? Không có này. Chị có khúc đó ở trong kia nữa. Tại tám ao nó 50 công chị lên tám ao nuôi cơm á. Ừ. Rồi gần tới rồi nè. À, sắp tới ha. Ừ. Đây bà
con cũng thấy các nhà cũng khá giả ha. Người nào khá qua thì qua cầu luôn hả chị? Qua cầu vậy mình đi bộ đi. Qua cầu là tới anh em. Qua cầu tới ha. Dạ dạ em xuống đi bộ cho chắc cú đi chị. Đi bộ luôn chắc cú ơi. Đây cái cầu. Cái nước ở đây chắc trời mưa ngập gì là dữ lắm không bà cô bác. Gì quá. Trời ơi ông nội cái nhà. Vô đàng hoàng chứ. Vô vô. Vô thực tế luôn chứ. Chú Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sáng nay thì anh cũng nói luôn thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình